À, mỗi bên là 8 người nha mọi người ạ, và 4 nam 4 nữ. Đây mọi người đang vào và tư thế chuẩn bị đây. Hai đội đủ chưa? Thấy là ăn được. Đây khẩu hiệu ở ngoài nhá. Đội xanh cố lên, đội đỏ cố lên, hai đội cùng cố. À, mấy chị em này không đi xuống dưới kia cổ vũ à? Quá sức rồi, kéo à, không có kéo mệt à? À, vừa kéo trận đầu thắng rồi đúng không? À thằng thua à? Thế tí nữa lại kéo tiếp nhá hả? Không kéo được thắng đâu, người ta à, à. To quá, người ta 60 trở lên cân mình chỉ 50 thôi. Cái cân của mình nó nhẹ hơn cân người ta đúng không? Đúng không? Bây giờ tiếp tục và hiệp đấu thứ hai mọi người. Nước kiểm tra người và đưa tay lên nhá. Bỏ cái xếp ra. Đấy, bỏ xếp ra mới con đà. Phát này lấy thắng nhá. Ơi mọi người đang vào tư thế chuẩn bị này. Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của giáo sư Tung Tăng. Hiện tại mình đang ở sân nhà văn hóa của xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Và ngày hôm nay là đang chuẩn bị có các cái trò chơi để phục vụ cho ngày mai sẽ diễn ra cái ngày hội chính là ngày hội kim gió hoặc là người ta còn gọi là chợ tình Đồng Văn. Mình mời mọi người sẽ trải nghiệm cùng với mình nhé. Đặc điểm cư dân ở trên khu vực xã Đồng Văn của huyện Bình Liêu thì đại đa số là dân tộc Dao, Thanh, Phán mọi người ạ. Và đây là các cái trang phục của phụ nữ Dao, Thanh, Phán. Mình thấy là rất là sặc sỡ. Bây giờ mình sẽ mời mọi người xem cái cuộc thi kéo co nha. Mình thấy có hai chị đang đi dự cái lễ hội ngày kim gió này. Đấy. Hai chị nhà bản khu nào ạ? Nhà cũng ở Phây Lầu á? Bản ở Phan Thiết. À, cách đi xa không ạ? À, có cách đi xa không? Mấy cây số? Sông Thấp. Và Tầm Hấp, nhanh ạ. À, đây ạ. Và hai chị đến đây từ lúc nào? Thế tí đi thì có đi chợ không ạ? Tí có đi ra chợ ăn phở xào không? À, Đồng Văn là có món phở xào là nổi tiếng đúng không? Thì nhỉ? Và chị có đi ra chợ xào phở không? Đi. Đây là em ơi, anh hỏi cô thi này là của đội bản nào em? Đây là Cổng Hát. Cổng Hát và Sông Móc à đúng không? À của hai, đây là hai bản đúng không em? Nhà luôn.
cố lên nào, hai đội cùng cố nào. Nhìn dưới chân, nhìn dưới chân. Một cuộc thi rất là kịch tính mọi người. Hiệp đấu thứ nhất là đây là đội bên nào thắng nhỉ? Vì có má thắng anh. À được, có má thắng. À, đây là hiệp đấu thứ ba xong. Thắng bên kia là gì? Vì ở đây là một xã vùng cao nên thi thoảng một năm mới có những cái dịp mà tổ chức những cái lễ hội này, rất là vui mọi người ạ. Mình thấy là bà con dân bản ở các bản xung quanh khu vực xã Đồng Văn đã tập trung cũng rất là đông ở khu vực nhà văn hóa này. Hai đội đổi sân xong chưa? Và ở đây mình thấy là có các thiếu nữ này, các cô này, các chị của dân tộc Giao Thanh Phán này mọi người này. Một cái trang phục rất là sặc sỡ, rất đẹp. Này, rất đẹp. Đây, đang xem lại các cái bức hình vừa quay xong cái cuộc thi kéo co. Bây giờ đang chuẩn bị vào cái hiệp đấu thứ hai giữa hai đội. Làm gì đây? Rồi, kia lùi ra đi đi. Vâng đây đi. Hai đội lên dây. Thời gian thắng có hạn không em? Tao có nhà thêm một tí. Đứng lên nhá. Hai đội đúng người chưa? Nghe rồi lại coi. Bắt đầu. Rất là kịch tính mọi người ạ. Cố vậy nào, cố vậy nào. Cuối cùng là đội sau mắt đã thua sau hai hiệp đấu. Thắng giòn rã đúng không? Bây giờ tiếp tục cuộc thi đấu kéo co giữa hai bản Cây Mọi và Khai Lầu. Nhà tiếp không phải tiếp. Rồi giáo viên. Mình thấy các động viên vận động viên đã vào vị trí. Nghe lời coi nhá. Hạ thúc đẩy.
Đó gì đó. Nó ký đi. Đây, mọi người rất là hồ hởi. Mệt quá. Mấy chị em này, đi ra ngoài này cổ vũ cho nó vui chứ nhỉ? À, cứ ngồi đây thôi. Không cổ vũ đâu. À, đi ra ngoài đây cổ vũ này. Cổ vũ cho mình. Mình cho người ta làm gì? Tất cả mọi người đưa tay lên. Bán này của tao ha. Đúng là đây rồi, đúng rồi chứ. Kiểm tra người, báo cáo lại nào. Nghe hiểu lệnh còi. Này thời tiết tại cái khu vực này cũng rất là nóng. Mình giới thiệu cho mọi người là cái khuôn viên của cái nhà văn hóa xã Đồng Văn của huyện Bình Liêu này. Mình thấy cũng rất là rộng. Đấy, một cái nhà văn hóa cực kỳ rộng và rất là khang trang nha mọi người ạ. Và ở đây là vào tháng 5 thì thường niên thì vào cái dịp ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch tháng 5 thì sẽ diễn ra cái lễ hội, tức là ngày hội kiêng gió của đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán. Đây, chỗ này là cái sẽ đứng ở phía đằng trước. Phía đằng trước cái cổng của nhà văn hóa xã Đồng Văn. Đây, và bây giờ tiếp tục lại có thêm hai đội nữa thi vòng loại của trò kéo co. Mỗi bên vẫn là bốn nam bốn nữ. Thấp xuống đi. Có giáo đâu. Các cái hiệp đấu kéo co mình thấy xảy ra cũng rất là nhanh, chỉ tầm gần phút thôi mọi người ạ. Hiện tại mình đang đứng trên tầng 2 của cái nhà văn hóa xã Đồng Văn. Và ở cái góc quay này thì mình giới thiệu cho mọi người là cái khung cảnh của xã Đồng Văn. Đấy, cũng có rất nhiều đồi núi cao chập trùng điệp điệp. Và có một cái con suối này mọi người, chảy ngay sát cái nhà văn hóa. Đấy, con suối. Và phía đằng trước là các cái cánh đồng ruộng bậc thang, và của người dân, người ta cũng mới cấy xong. Và xa xa là mình thấy cũng có rất nhiều các cái ruộng ngô. Và một cái điều đặc biệt ở cái nhà văn hóa
xã Đồng Văn này nó khác với các nhà văn hóa ở các nơi khác, là ngay khu vực này là mọi người có thể thấy ngay hàng rào biên giới, trước mặt kia là Trung Quốc này mọi người nhỉ. Chỉ cách chỗ nhà văn hóa này khoảng tầm 200m thôi nha mọi người nhé. Có một cái hàng rào biên giới chạy ở đằng trước khu vực nhà văn hóa luôn đấy. Và ở phía dưới dưới sân thì mọi người vẫn đang thi kéo co giữa các bản này, của các bản của xã Đồng Văn mọi người. Đây một cái hàng rào biên giới phía xa xa cho mình có thể mình zoom lại cho mọi người xem. Một cái hàng rào biên giới trải dài hàng ngàn km. Thời tiết hôm nay cũng rất là nắng nên là vừa nãy là ban tổ chức đã quyết định là sẽ tạm giải lao, khoảng một lúc nữa thì sẽ tiếp tục cho các cái đội vào kéo co và thi đấu vòng loại. Và đây là cái tầng trệt của cái nhà văn hóa của xã Đồng Văn đấy. Và ở đây là mình đã thấy là cái phông trang trí lên cũng rất là đẹp rồi đấy. Để đến ngày mai là ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch thì sẽ vào ngày chính hội đấy. Hội Kinh Gió xã Đồng Văn. Bây giờ tiếp tục vào cái thứ ba. Bắt đầu nhả dây đi ạ. Phật chỉ. Dừng nghe nhá. Hai người chuẩn bị xong chưa? Nghe hiểu lệnh quả nhá. Cố lên. Rất là kịch tính mọi người ạ. Người ta ngã rồi. Đây là ngã rồi phải ngồi. Hát đội nghỉ giải lao 3 phút, chuẩn bị xong chưa? Khu chợ nhỏ dây. Đứng yên. Đấy, phải đứng cái này này. Nghe nhiều lên rồi. Người ta ngửa tay ra thôi. Đứng cái này không có đá. Nó đã bắt đầu. Đứng thả ra nhé, kéo lại đằng sau. Thả đi. Rất là vui mọi người ạ. Chương trình lễ hội còn kéo dài, còn rất nhiều nội dung, nhưng mà bây giờ là cũng buổi trưa rồi, mình cũng xin phép mình dừng video tại đây. Hẹn mọi người ở các video sau. Xin chào mọi người. Để tiếp tục vào cái cuộc thi giữa hai thôn Khe Mọi nhà đây. Khe Tiền và Khe Mọi. Đây bên này là Khe Tiền nha mọi người. Còn bên này là Khe Mọi. Các vận động viên đang chuẩn bị vào tư thế rồi. Rồi chúng ta nhá. Rất cố gắng.
cái nào thì cô. Có đồng khí rất là náo nhiệt, rất là sôi động, rất là vui.